Năm 2023 là năm thứ 10 đánh dấu sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023. Trong thời gian này, chương trình đã xây dựng hàng ngàn mô hình bảo đảm an ninh trật tự, phổ biến hiệu quả tài liệu tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, ghi nhận tại ngày hội tổng kết 10 năm phối hợp thực hiện chương trình này ở quận Bình Thạnh. Diễn tập phòng cháy chữa cháy dành thời gian lắng nghe, hỗ trợ người dân giải quyết những khúc mắc trong thủ tục hành chính, đăng ký tạm trú tạm vắng và mới đây nhất, các cảnh sát khu vực chủ động tạo thuận lợi hẹn người dân ngoài giờ làm việc để thực hiện định danh cấp độ 2. Mấy bạn trẻ thì ta đi làm thường xuyên, ta không có thời gian để lên trụ sở công an phường thì tổ cảnh sát khu vực đã thống nhất với nhau thì mỗi ngày đi thẳng xuống địa bàn của mình phụ trách và thông báo khoảng thời gian nào cô chú anh chị đi làm về thì có thể xuống trực tiếp ngay chỗ mà gần nhà mình để trực tiếp làm. Khu phố nhờ cái sự đoàn kết nhất trí trong ban điều hành cũng như là các tổ dân phố và các anh em hội viên rồi ban bảo vệ dân phố về nghiệp vụ của công an. Do đó là ở khu phố tuyên truyền, vận động, hỗ trợ những gia đình có con em là đi cai nghiện trở về, hòa nhập với cộng đồng. Trong ngày hội ngày hôm nay thì Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên cũng đã có một cái mô hình mới, đó là bình xét cảnh sát khu vực thân thiện vì nhân dân phục vụ. Trong số 230 cảnh sát khu vực trên toàn địa bàn của quận, trong số đó thì có 26 gương tiêu biểu đạt bình xét với tỷ lệ cao. Tại ngày hội, Mặt trận Tổ quốc và Công an đã ký kết quy chế phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn từ 2023 đến 2028, để đưa phong trào đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.